Thắm ơi, Thắm ơi, Thắm ơi, anh tưởng chỉ có bố em đều, mà em cũng đều như bố em à Thắm ơi. Hôm nào hoa phương nở về quê ghé thăm nhà em, em như con chim nhỏ chạy quanh nép sau chân rèm, lặng thầm nhìn anh đăm đăm, rồi thèn thùng che mắt biết bé nay không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi. Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh, đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng. Để rồi làm sao anh quên lần hẹn hò em đã nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lời rồi ngày vui qua mất, anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình hồng tình nồng hai đứa yêu nhau, anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ như cầu tre một thua mong chờ đôi mình dệt mối tình thơ. Còn trăng mái tranh im lìm, hỏi nhịp cầu tre đóng đưa, hỏi từng dòng sông tím ngắt, nói em theo chồng em đã quên câu thề, lòng anh thấy nào nè. Sao em không chờ anh? Hôm nào hoa phương nở về quê ghé thăm nhà em, em như con chim nhỏ chạy quanh nép sau chân rèm, lặng thầm nhìn anh đăm đăm, rồi thèn thùng che mắt biết bé nay không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi. Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh, đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng. Để rồi làm sao anh quên lần hẹn hò em đã nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lời rồi ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình hồng tình nồng hai đứa yêu nhau, anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ như cầu tre một thua mong chờ đôi mình dệt mối tình thơ. Thăm nhà em nhưng em yêu đâu rồi, còn trăng mái tranh im lìm, hỏi nhịp cầu tre đóng đưa, hỏi từng dòng sông tím ngắt, nói em theo chồng em đã quên câu thề, lòng anh thấy nào nè. Hỏi nhịp cầu tre đóng đưa, hỏi từng dòng sông chồng em đã quên câu thề, lòng anh thấy nào nè. Là vơ vẩn thương cả vô loại, đi về, đi về ngay. Nếu hai đứa mình
dù hoa thắm chỉ là màu thắm không ngừng, nếu hai đứa mình thương nhau, nếu hai đứa mình xa nhau, thì dù mùa xuân với anh vẫn là tuyết đông lạnh lùng. Nếu hai đứa mình cùng đàn tình duyên lỡ làng, thì dù chẳng sang chỉ là màu trắng khăn tàng. Nếu hai đứa mình xa nhau, nếu hai đứa mình quên nhau, thì bình minh lên nắng đẹp tràn hòa có nghĩa gì đâu. Người ơi, có nhớ hôm nào tay nắm tay nhau chúng mình vui nói chuyện mãi sau. Chẳng sầu xót thương đời nhau. Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường, thì dù đêm tối không làm mờ lối yêu thương. Nếu hai đứa thành đôi chim chắp đôi cánh nhịp đôi tim, thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn dịu êm.
vẫn rượu. Nhìn cầu kia muôn kia vẫn còn.
cầu kia muốn tiếp vẫn còn. Kính thưa quý vị và các chị, vừa rồi là những trích đoạn về chèo, quan họ và văn hóa dân tộc. Những trích đoạn này sở dĩ có trong live show này là bởi vì có rất nhiều quý vị khán giả từ nước ngoài cũng như ở Việt Nam luôn luôn theo dõi và để ý đến Phượng từ xuất phát điểm của mình cũng như ngày hôm nay. Nói đến văn hóa Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rằng nó luôn luôn đẹp, luôn luôn là những cái gì đó sâu sắc mà cha ông ta đã để lại. Đôi khi chỉ là một câu thơ thôi, nhưng mà người ta có thể hát được rất nhiều làn điệu khác nhau. Ví dụ có cái câu thơ Bút Tre là: tiễn chồng ra bến ô tô, về nhà em khóc tổ tổ cả đêm. Thế nếu như câu thơ đó thì một người hát sẩm tàu điện, người ta sẽ hát là: tiễn chồng à ra bến ô tô, về nhà em khóc nghi ở tổ tổ cả đêm. Nhưng mà cái câu này chuyển sang hát chầu văn thì nó lại khác. Cũng là câu vừa rồi thì chuyển sang chầu văn, thể loại hát dọc thì sẽ là: ra bến ô tô tiễn chồng à, ra bến ô tô ý, về nhà em khóc tổ tổ, tổ tổ cả đêm ý. Đó là chuyển sang hát chầu văn. Và nếu như mà chúng ta, nếu như mà chúng ta cũng hai câu thơ đó thôi mà chúng ta muốn chuyển sang một thể loại hát chèo cũng có thể được. Ví dụ như là: em tiễn đi chồng nghe thời ra bên nỗi tô ý. Trong ba miền đất nước Việt Nam, ở đâu cũng có cái hay, cái đẹp, và ở đâu cũng có cái sang trọng lịch sự. Nhưng có lẽ ngấm vào mỗi chúng ta đó là những cái lời ru của mẹ. Nhà thơ Nguyễn Duy có câu rằng: mẹ ru cái lẽ ở đời, giữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Bà ru mẹ, mẹ ru con, liệu mai sau lớn các con còn nhớ chăng? Kính thưa quý vị, người miền Bắc ấy, phụ nữ miền Bắc là người ta sâu sắc. Hát ru nó giống như là hò đấy. Người phụ nữ miền Bắc sâu sắc cho nên câu hát ru nó cũng sẽ rất là sâu. Ví dụ trong câu hát ru lại có một cái sự dặn dò, dặn con cái như thế này: à, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đấy là phụ nữ miền Bắc. Nhưng mà chỉ cần chuyển vào trong miền Trung Nghệ An thôi thì người miền Trung của chúng ta có chút sâu lắng đã khác rồi. Người phụ nữ miền Trung hát ru hay còn gọi là hò, người ta sẽ hát như thế này: ngờ chưa bao giờ hồng lịnh hết cây, sông Lam mà hết nạc thì tất cả quý vị ngồi đây vẫn chưa hết tiền. Cũng là miền Trung nhưng vào trong Huế nhẹ. Vào trong Huế thì người Huế nhẹ hơn một chút, vì người Huế là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Người Huế sẽ hát ru là:
chiều chiều sông Hương núi Ngự, câu Trường Tiên nhịp bảy nhịp ba. Đó là vào Huế. Nhưng vào tới miền Tây Nam Bộ thì người miền Tây là người phóng khoáng, mộc mạc, vô tư. Cho nên bản thân người miền Tây họ cũng không nghĩ ngợi nhiều. Họ du con đúng cái tâm tình của họ. Ví dụ người miền Tây sẽ hát du con như thế này. Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai, con sang ở với dì hai, để ba có cớ, để ba có cớ ba tái lại thăm gì. Vâng, nói về văn hóa Việt thì nó rất là nhiều, rất là nhiều. Và bây giờ thì có một cái câu hát này mà từ xưa đến nay có rất nhiều người họ hát sai. Tôi có mời ra đây là nam ca sĩ, một người anh, một người bạn của tôi, ca sĩ Hồ Quang Tám ra đây để cho tôi hỏi một chút thôi. Hỏi một chút quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay. Anh Tám ơi, cảm ơn. Anh có biết cái bài hát Nắng Ấm Quê Hương của nhạc sĩ Vĩnh An không? Tất nhiên anh rất là hâm mộ bài hát này vì quá nổi tiếng, và anh hát từ xưa bài này cũng rất nhiều. Thế à? Thế bây giờ trước khán giả đây, để vượng thử xem là anh là ca sĩ và anh thuộc nhiều loại nhạc thì anh hát đúng hay anh hát sai nhá. Anh hát cho Vượng và tất cả quý vị ở đây câu hát Anh Dệt Đôi Chiếu Hoa, và đến phần sau xem đúng hay sai. Anh hát thử đi. Anh dệt đôi chiếu hoa cho em trải giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi để anh thưa, để anh thưa. Kính thưa quý vị, là câu hát này có đúng không ạ? Câu này có đúng không ạ? Sai thì sai vì đâu? Anh Tám, theo anh thì câu hát này có đúng không? Với văn bản của bài hát thì anh thấy là nó đúng. Bởi vì là Vượng đã từng gặp nhạc sĩ Vĩnh An, và chú có tâm sự với Vượng rằng: Vượng ơi, tớ rất là buồn bởi vì rất nhiều ca sĩ hát nó cứ sai sai của tớ một vài câu. Thế em mới hỏi là sai câu gì, thì chú bảo là cái câu vừa rồi đấy. Không phải là anh dệt đôi chiếu hoa cho em trải giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi để anh thưa đâu. Mà phải hát đúng là anh dệt đôi chiếu hoa cho em trải giữa nhà, lừa thầy mẹ đi chơi để anh sơi, để anh sơi. Mà hợp lý. Giống như là của chú An Thuyên có cái câu bài hát là thương nhau rồi đừng cởi áo cho ai. Thế nhưng rất nhiều ông ca sĩ cứ thêm từ vào là thương nhau rồi đừng cởi quần áo cho ai. Nhưng phải công nhận thế này này, em có cái giọng rất là lạ. Dạ. Tức là khán giả mà đi đâu ấy mà mở giọng em lên này, đấy là giọng Vượng Dâu. Cái điều thành công nhất là nghệ sĩ mà anh là cái người chơi thân với em, còn hâm mộ cái giọng của em vì nó rất tách biệt với mọi nghệ sĩ khác. Và phải hôm nay một cái live show rất là hoành tráng, phải nói là tuyệt vời em ạ. Cảm ơn tất cả quý vị ở đây. Chương trình mới đi được một nửa, cuộc đời Vượng Dâu vẫn chưa đến hồi kết. Và kính thưa quý vị rằng là cuộc đời Vượng Dâu nó đúng như là trong cái live show này, 22 năm khóc cười. Cho phép Vượng Dâu bây giờ mới là một nửa già chương trình thôi, nhưng nhân tiện đây cảm ơn tất cả các bác, cô, chú, anh chị và các bạn, quý vị có mặt ở đây. Tất cả những người từ Sài Gòn, từ Đà Lạt, rồi là Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, rất là nhiều đã trở về đây để yêu thương cổ vũ cho Vượng Dâu trong quãng đời nghệ thuật của mình. Có lẽ rằng là còn rất nhiều những tiết mục ở phía sau nữa đang đợi chờ quý vị. Và cho phép một lát nữa Vượng Dâu sẽ quay trở lại. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Xin cảm tạ quý vị. Xin cảm tạ. Tôi không đọc đâu bà ơi. Tôi đang cười cho cuộc đời mình. Tôi không muốn con tôi làm nghề thuật nữa. Nếu có kiếp sau tôi cũng không làm nghề thuật nữa. Cha mẹ còn đây mà con đành lòng lại vô tâm vô ý.
chúc con mẹ cha, con trăng về thương duyên chăm sóc rồi kể bên. Dù biết ngược xuôi nơi đất khách, xa cách quê hương, xa cha xa mẹ hiền, đến khi tóc bạc thì con mới thấu nỗi niềm mẹ cha. Khi tuổi còn thơ, lời cha dạy rằng đạo làm con hiếu kính. Bởi già thì cậy con rất muốn được họp sum, con cháu lại kể bên. Nhiều lúc mẹ mong con đứng ngóng, cha mặt xa xăm, mong con yêu nắng về. Cháu con bên mình là bao sung sướng không tiền nào. Con không về, mẹ cha không nói ra nhưng lòng chua xót. Thương con vì cuộc sống, lo thân mình với chăm cho một gia đình. Cha đã từng giống như con, giờ cũng ăn năn nhưng chẳng biết làm sao. Nay mong rằng con sẽ đổi thay từ đây, đổi thay từ đây. Qua em đi tỉnh về, đời em đợi mai, con đi đời em ở mãi còn để đâu là nghỉ. Quần lính rộn ràng khăn nhung, quần lính rộn ràng nghỉ. Áo cài quý bấm em làm khổ tôi à. Nào đâu cái yếm lùa rồi cái dây, lưng đuôi nhuộm hồi sang xuân nào đâu. Nào đâu cái áo tứ thân, nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mò qua cái quần ngai đen nói ra. Nói ra sợ mất lòng em đi. Thank you.
nói ra sợ mất lòng à. Em Phan em hay giữ yên quê mùa như hôm. Như hôm em đi lễ chùa ấy. Cứ ăn mặc ngả thế cho vừa lòng ngả anh hoa chanh. Hoa chanh nở giữa vườn hà chanh. Thầy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về à. Hôm qua về cứ ăn mặc thế cho vừa lòng ngả anh. Anh thấy được không? Em hát live đấy. Thắm ơi, anh tưởng chỉ có bố em đều. Mà em cũng đều như bố em à, Thắm ơi. Hôm nào hoa phương nở về quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ chạy quanh nép sau chân rèm. Lặng thầm nhìn anh đăm đăm, rồi thẹn thùng che mắt biết. Bé nay không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi. Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh. Đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng. Để rồi làm sao anh quên lần hẹn hò em đã đuôi bắt nhau trên đồi. Tình yêu nói thành lời rồi ngày vui qua mất. Anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình hồng tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ, như cầu tre một thua mong chờ đôi mình dệt mối tình thơ. Mái tranh im lìm hỏi nhịp cầu tre đóng đưa, hỏi từng dòng sông tím ngắt. Nói em theo chồng em đã quên câu thề, lòng anh thấy nào nè. Sao em không chờ anh?
con chim nhỏ chạy quanh nép sau chân rèm, lặng thầm nhìn anh đăm đăm rồi thèn thùng che mắt biếc. Bé nay không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi. Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh, đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng. Để rồi làm sao anh quên lần hẹn hò em đã đến, dắt nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình hồng tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẽo đôi bờ, như cầu tre một thua mong chờ đôi mình dệt mối tình thơ. Sau bao năm xa nhà, chiều qua ghé thăm nhà em, nhưng em yêu đâu rồi còn trăng mái tranh im lìm. Hỏi nhịp cầu tre đong đưa, hỏi từng dòng sông tím ngắt, nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nè. Hỏi nhịp cầu tre đong đưa, hỏi từng dòng sông tím ngắt, nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nè. Thương cả bộ loại, đi về, đi về ngay. Nếu hai đứa mình không về cùng chung lối đường, thì dù hoa thắm chỉ là màu thắm không hương. Nếu hai đứa mình thương nhau, nếu hai đứa mình xa nhau, thì dù mùa xuân với anh vẫn là tuyết đông lạnh lùng. Nếu hai đứa mình cùng đàn tình duyên lỡ làng, thì dù chẳng sáng chỉ là màu trắng khăn tàng. Nếu hai đứa mình xa nhau, nếu hai đứa mình quên nhau, thì bình minh lên nắng đẹp tràn hòa có nghĩa gì đâu. Người ơi, có nhớ hôm nào tay nắm tay nhau chúng mình vui nói chuyện mãi sau. Ngờ đâu giữa trời quê trông sao ngắm nửa chẳng sầu xót thương đời nhau. Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường, thì dù đêm tối không làm mờ lối yêu thương,
yêu em. Mà bên Mỹ đó có một cái show là họ đề rằng là hãy gọi điện cho mẹ mình. Và trong văn hóa Việt Nam thì có câu nước mắt chảy xuôi. Và bây giờ vui lên. Sen rơi tàn, con về quê cũ thăm mẹ cha, lòng con thấy nào nào. Lời của cha xưa luôn dạy con lớn khôn nên người. Mẹ luôn chắp cánh ước mơ cuộc đời con thơ, mong muốn đàn con hiền ngoan, dư trong lòng đạo hiểu vuông tròn. Về đây sau tháng năm xuôi ngược, con tìm đâu thấy bóng cha mẹ xưa, lòng con hóa trời vơi. Giờ tìm nơi đâu ơn cù lao đắp công sinh thành, ngày con bao hiếu thiếu song thân lệ còn chan chứa, mong ước mẹ cha còn đây đón con về hạnh phúc sum vầy. Cha ơi, hôm nay con đã là một nghệ sĩ rồi, nhưng con về đây không còn mẹ cha nữa. Ngược xuôi ai người nhớ ơn sinh thành,
bước xa chân tới nơi xứ người. Giờ về đây thì mẹ cha đâu thấy bóng hình dáng xưa. Nay lễ Vu Lan nhìn hoa chẳng còn lệ rơi. Nhớ cha thương mẹ khi xưa tao tân lãng lũ. Bao dông đâu nề thân có lặn đổi chiều hôm. Nhớ xưa con về lưng cong mẹ ra ngõ ngóng. Đứng nơi hiên nhà cha nhìn nỗi niềm trầm tư. Đào làm con ai người nhớ ơn sinh thành. Chuyện xưa hiếu hạnh nhắc cho ta tấm gương thành đề. Một kiền liên làm con bao hiếu cứu mẹ vãng sinh. Xa cách âm dương thì con vẫn nhớ mẹ cha. Hỡi ai còn mẹ xin đừng, đừng làm mẹ khóc. Nếu thương cha già chớ làm đổ lệ vì con. Nhắc ai ghi lời đạo là con luôn hiếu kính. Dẫu cho tóc bạc da bôi vẫn là trẻ thơ. Có cha có mẹ hơn ngàn lời danh phú quý. Mất cha mất mẹ hoa thành đứa trẻ mồ mong mai cho dù sông cạn đã mòn.
nhịp cầu kia muôn kia phân còn. Thắm 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 mà lấy anh nhá, anh thuê 30 cái mùi trần để à, để rước thắm qua cầu tre có được không? Cầu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay trăng sông xanh nhớ nhịp cầu duyên. Cầu ơi, ai đâu quên những chiều thân tiên. Lòng mong mai cho dù sông cạn đã mòn, nhịp cầu kia muôn kia vẫn còn. Cầu kia muôn kia vẫn còn, nhịp cầu kia muôn kia vẫn còn.